kênh Công giáo Thái Bình xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên, kênh Công giáo Thái Bình xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và hôm nay thì kênh Công giáo Thái Bình xin được chia sẻ với quý vị và các bạn về một câu chuyện của một người phụ nữ trẻ đi đón tro cốt của chồng ở bên Đài Loan về Việt Nam. Vâng, và anh tên là anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng. Anh sinh năm 1987 tại Nam Định. Anh đang làm việc ở bên Đài Loan. Trong lúc làm việc, anh không may bị tai nạn lao động. Mặc dù anh đã được vợ con, gia đình và bạn bè cùng các y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng vì vết thương anh quá nặng, anh đã không qua khỏi và anh đã về với Chúa. Và câu chuyện như thế nào, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Và giờ đây thì hài của anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng đang được đưa vào khu nhà tang lễ và hỏa táng ở bên Đài Loan. Và trước khi hỏa táng thì vợ của anh và cùng với gia đình, cùng với bạn bè đang làm ăn ở bên Đài Loan này sẽ cùng với cha xứ sở tại sẽ làm các nghi thức cần thiết cho anh và cầu nguyện cho anh. Xin mời cộng đoàn chúng ta hãy cùng hợp ý để chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Du Xe. Và sau khi hỏa táng thì cho cốt của anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng sẽ được đưa về Việt Nam và được an táng tại quê hương Nam Định. Bây giờ xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hợp ý để tham dự các nghi thức cuối cùng cho anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng. Xin mời cộng đoàn. Đây là những người thân yêu của anh và những người bạn bè làm ăn của anh ở bên Đài Loan này. Và trước mặt quý vị các bạn là hình ảnh người vợ trẻ của anh đang thắp hương cho anh. Và trong lòng thì rất là thương nhớ, rất là đau buồn và rất là xót xa. Bởi vì người chồng của mình ra đi tuổi đời còn quá trẻ. Anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng sinh năm 1987 tại xóm Xào Lam, xã Trực Hùng, huyện Trực Linh, tỉnh Nam Định. Và bây giờ người vợ như đang gục ngã trước thi hài của anh. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì thi hài của anh sẽ được hỏa táng trong khu nhà tang lễ này. Quý vị các bạn nhìn thấy hình ảnh người vợ của anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng đang rất là xót xa, đang rất là đau đớn trước sự ra đi rất là đường đột của anh. Và đặc biệt là anh lại ra đi ở nơi xứ người như thế này thì những cái công việc mà lo hậu sự cho anh thì sẽ rất là tốn kém và sẽ là rất là vất vả. Và giờ đây thì các nghi thức cuối cùng của anh đã xong và thi hài của anh đang được đưa vào trong lò để chuẩn bị hỏa táng. Đây là những giây phút cuối cùng và người vợ trẻ còn được nhìn thấy người chồng của mình. Và bây giờ thì cửa lò hỏa táng đã đóng lại rồi. Tất cả những người thân yêu và bạn bè của anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng sẽ ra bên ngoài để đợi lấy tro cốt và sẽ chuyển về Việt Nam. Chuyến xe chở tro cốt của anh Du Xe Vũ Văn Nưỡng đã về đến quê hương Nam Định. Nhìn người vợ trẻ đeo hũ tro cốt của chồng mà nước mắt nhạt nhòa. Nhìn người vợ trẻ đeo hũ tro cốt của chồng mà không ai cầm được nước mắt. Nhất là nhìn thấy mấy đứa con thơ dại của anh. Chúng chưa hề biết rằng bố của chúng đã ra đi mãi mãi và chúng chẳng còn được gặp lại bố của mình nữa vì chúng còn quá ngây thơ. Và giờ đây, người vợ trẻ đã đem được tro cốt của anh về đến gia đình của mình. Và giờ đây thì chị mang hũ tro cốt của anh đi khắp phòng khách, đi vào trong nhà bếp như để cho anh được nhìn thấy cái căn nhà gần gũi yêu thương, cái căn nhà đã gắn bó với vợ chồng của anh bao nhiêu năm qua. Và giờ đây chị đưa cả hũ tro cốt của anh vào chính chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng anh. Căn phòng này cũng trên chiếc giường này vợ chồng anh đã từng sinh sống với nhau bao nhiêu năm trời hạnh phúc. Đây là nơi thân thương, đây là nơi gắn bó của vợ chồng anh. Vậy mà giờ đây anh chỉ còn là một hũ tro cốt thôi. Anh ơi, sao lạnh lẽo quá thế này? Anh ơi, anh hãy trở lại hơi ấm của mình đi. Sao em không còn cảm nhận được hơi ấm của anh thế này?
căn phòng này giờ đây sao trống vắng quá anh ơi. Sao anh lại bỏ mẹ con em bơ vơ thế này? Từ nay mẹ con em biết nương tựa vào đâu anh ơi. Em đau lòng lắm anh ơi. Các con của chúng mình, chúng nó còn bé quá anh ơi. Sao anh lại ra đi đường đột thế này? Và giờ đây thì người vợ trẻ của anh đang mở hũ cho cốt để cho mọi người thân trong gia đình cũng như là các con của anh được nhìn thấy cho cốt của anh lần cuối cùng. Không ai có thể tin rằng anh đã ra đi mãi mãi thế này. Ai cũng xót xa trước sự ra đi của anh. Người mẹ gào khóc thảm thiết vì thương con trai của mình. Một người con trai hiền lành, chịu khó. Một người con trai rất hiếu nghĩa với cha mẹ. Nhưng giờ đây, anh đã ra đi mãi mãi. Nhìn cảnh người vợ và ba đứa con thơ đang thắp hương trước cho cốt của anh mà ai cũng xót xa. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin anh Giuse Vũ Văn Nưỡng sinh ngày 5 tháng 4 năm 1987 tại làng Tân Lý, xã Trực Hùng, chú quán xóm Sào Lam, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Anh đi làm ăn bên Đài Loan, không may bị tai nạn lao động. Mặc dù anh đã được vợ con, gia đình, bạn bè cùng các y bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. Anh đã được Chúa gọi về vào lúc 11 giờ 27 phút ngày 19 tháng 8 năm 2023 tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh hưởng dương 37 tuổi. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông để cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Chương trình tang lễ. Lễ nhập quan vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2023. Lễ phát tang vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2023. Lễ khâm niệm vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2023. Thánh lễ an táng vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2023 tại Đài Loan. Sau thánh lễ, anh được đưa đi hỏa táng và cho cốt của anh được chuyển về Việt Nam an táng tại quê hương Nam Định. Anh mất rồi, em gánh hết nỗi đau. Còn chi nữa mà mong ngày gặp lại. Duyên đang thắm sao nỡ rời xa mãi. Kẻ âm dương nay đã trái nghịch đường. Anh mất rồi, em vò võ thương nhớ. Lá đang xanh sao vô thường thổi lại. Đành cướp mất người chồng chung thủy gối chăn. Để cô đơn nên muôn nối cuộc đời. Nơi khuê phòng nước mắt em bẽ bàng rơi. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Vành tang trắng em âu sầu nặng nẽ. Tiễn đưa anh trên đất mẹ quê nhà. Chết nặng người khi anh đã rời xa. Để con tim tan nát gửi xuống mồ. Anh đâu rồi gọi hoài trong nạc lõng. Giữa đêm thâu thăm thẳm chẳng bóng hình. Anh nơi nào mà mãi cứ nặng thinh. Sao bỏ em đi mà anh không hối tiếc. Lời thề xưa nói yêu em tha thiết. Mà bây giờ gối nẻ một mình thôi. Trong hoang hoải gọi anh ơi nào thấy. Nửa cuộc đời chồng đã bỏ ra đi. Vội vàng đi anh có thấy cô đơn. Đang yên vui sao bỗng chốc ra đi. Để lại em nửa đường đời giang dở. Chẳng trách ai trách cuộc đời số phận. Trách cho trời sao lỡ gieo cảnh chia ni. Để con đường kẻ ở nhớ người đi. Muốn tiếng gọi anh ơi làm sao thấy. Số trời định ngang đường đứt gánh. Thế là em gối nạnh phòng không.
gian truân bởi phận má hồng. Đương thì xuân sắc men nồng say đắm, từ kiếp trước duyên tình vay nợ, để bây giờ cách trở anh ơi, anh đi về một nơi xa quá, âm dương cách biệt đầy vơi cõi lòng. Mong tháng ngày thầm nặng bình yên, sầu lẻ bóng nào ai thấu hiểu, mái tranh nghèo thiếu vắng bờ vai, then cửa kia cứ bỏ chẳng ai cài, canh trường thổn thức ngấn nệ rơi, héo may nhẹ thoáng buồn khe cửa, khúc giao mùa chan chứa hồn thu, hoàng hôn phủ kín sương mù, đông buồn cô quạnh, âm u não lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nghi thức làm phép quan, nghi thức nhập quan, nghi thức phá tang và nghi thức cầu nguyện cho anh Giuse Vũ Văn Nưỡng, Kinh Hồng Giáo Thái Bình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.